bao nhiêu mến cho nhưng bật cái điện ổ này chẳng muốn nâng cơ riêng quật như vậy em phí rồi biết nâng ta nó phê đại dương phai rộp thẻ riêng tay nhớ phai rộp này nè hơi thơ mệt nằm bây bằng hàng thẻ riêng như nâng ôi miên thịt kẹt tiền rồi quật bằng hàng ưu tế ho vì khang các phai mệt cam nâng thì chung với phục lộp nè bây là bây thật là thật là bây bây agency ad agency đã kết với tại một cái cam nó cứ sất tình đến xảy ra hay kịp chi diêm phai rô rục hiếp chi chiến ca đặt cho trán trả lời thảo tên được có khuyên tư lõ nè pra tư có thịt lõ nè nên là cứ cái pra rục hiếp đầm bay chạy tiên nhẹ mờ nhé chi chiến cái hai tha on the note bây giờ rap từ những chân tổng áo áo tới anh nên là cái mơ anh nên là khi ta bà rõ mà phần khai đó nè chân nông ca xoay rô tại rướng khi dương tiên tì áo pra ca xử máy ca phất đại dương ai xoay rô kết mơ tì phó rộng miên bạc trụ đạt ở mơ tự tu anh được xoay rướng hai mấy có vật được tạc có vật sáng sáng nàng nàng nói về mặt pra tình bật trọng bay nâng nâng ca cho nên gọi sạch hình là kẻ tiền và muốn được thiệt kẻ tiền mà ok thế chẳng riêng cho thân xuân cả lãng mà ông chưa đến ở đây nó ấy như là tên bà đặt ấy chưa bà bạn này kêu đặt ấy này kêu chào chào chúng như tôi character tu ông nên chúng nên không chạy rương muối rương muối nó không được làm chạy rương chẳng trang đại nhân bát nhã nên cứ tất cả miền này tham mật character tụ ông ai tụ ông đó mấy cái đại dương các gì vậy chưa được sáng mà cứ nhìn tụ ông này tụ ông ai vừa đến chưa được sáng tình địch khó cứ tụ ông main character cứ có hero rồi đấy hai mươi tiếp hai cả các bạn sẽ lên này nhé người cuối cùng sẽ tìm sẽ thính như này ta ta sẽ lên đến cả lần đây khi ta này cây vùng này ta chọn bán yêu cho tổng lọc tới làm một con bộ này tập yêu cho một con mẹ rồi tàm nhớ mình chứng cứ nó không phải luôn mỗi giấc mơ từng tu hương quen đến play cái đó cứ được bảo đảm an toàn bay được một này như vậy pro nó không phải luôn mỗi lúc chúng ta cần đến tổ ấm nó không phải luôn từ nhạc mơ quạt rèn lệp nên chắc là cứ chế từ bây giờ mệt nhất nóng thật đầm bây bằng cách thật đi ngồi đi nguyên tụ ấn nguyên hạt cài chạy lại nguyên chạy lại một tí nè anh chẳng dự cứ xong một phát sinh được không? Giờ xa ta count deep code 3 xong đánh đai xong đánh viên riêng reverse deep không đi không đi thank you so much. Akon chan. Okay, chăng nơi trong sải rương cái dương nhân bay chủng nó cứ tu ông hẹp cá hay nó bạc bạc giá cá nơi trong sải rương này bạc giá cá thì nên lấy cho ra nên
ទីតាំងមានអាកាសធាតុមានស្ថានភាពនៅក្នុងស្រុកទេសណាមួយអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងដូចយើងមើលនៅក្នុងរឿងកតួអង្គណាគេក្មេងៗ even មានអីកើតឡើងនៅខ្មែរក្រហមដែលនៅក្នុងយើងអាចចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមអីក៏គ្រោះទុរភិក្សនៅក្នុងប្រទេសមួយ setting នៅពេលណានៅណាដែរនៅ setting នៅកម្ពុជានៅកម្ពុជាអញ្ចឹងតែនៅកម្ពុជានៅវាលស្រែនៅណាទៀតនៅជំរំក្មេងណាហ្នឹងហើយ setting វាលស្រែជើងភ្នំក្បែរបឹងចាចាមួយអញ្ចឹងយើងមើលដូចនៅរឿង Colorful Knot តួអង្គណាគេ main character តួស្រីតួ main ស្រីដែលគាត់ការជំនួញ Harry គាត់កើតឡើងនៅទីណាសាច់រឿងហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងភ្នំពេញស្ទប់ចានៅស្ទប់នៅក្នុងទីក្រុងមួយអាចចាំបាច់ថានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេគឺនៅស្ទប់នៅក្នុងទីក្រុងណាអញ្ចឹងយើងមើលថានៅស្ទប់នៅក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងយើងអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺឲ្យការសម័យទៅយើងថាអកន្លែងដែលមមាញឹកកន្លែងដែលមនុស្សឆ្លងកាត់ច្រើនអញ្ចឹងយើងគឺជាអ្វីដែលបង្កើតរូបភាពឲ្យយើងសម័យចេញនៅសាច់រឿងហ្នឹងបានហើយ even ហ្នឹងការអីគេ even នៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺកូនក្មេងហ្នឹងគឺចង់បរិច្ចាគរបស់ខ្លួនឯងឲ្យក្មេងដែលខ្វះខាតណាឥឡូវយើងមើលរឿង Fistful តួអង្គណាគេ main character ម្នាក់ប្រុសThe unnamed hero ចា unnamed hero កងវិលកងបរិះកងវិលចៅមេនុបចៅមេនុប yes ចៅមេនុបហ្នឹងហើយអាចមាននោះអឺ even នេះគេឬក៏ setting នៅណានៅភូមិដាច់ស្រយាលមួយណាភូមិចានៅភូមិដាច់ស្រយាលមួយមែននៅភូមិនេះគឺត្រូវដាច់ស្រយាលទៀតហើយអឺ even មានរឿងកាត់ឡានក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងអឺអ្នកមានក៏ចង់បានកូនស្រីអ្នកភូមិក៏ស្អាតចាហ្នឹងអញ្ចឹងអឺអានឹងគឺជាអឺចំណិតចំបងឬក៏អឺគ្រឿងផ្សំនៅពេលដែលយើងធ្វើសាច់រឿងមួយគឺតែងតែមានតួអង្គហេតុការណ៍មានរឿងកើតឡើងកើតឡើងនៅទីណាហើយដែលយើងដៀលចេញទៅជាសាច់រឿងមួយបានណាហើយអឺយើងមើលទៅទៅរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងវាមានអីគេដូចខ្ញុំសួរពីដើមមកថាតើ comment អា common thing ដែលរឿងទាំង5នឹងមានហ្នឹងវាអីគេហេតុអីបានធ្វើឲ្យនិយាយថារឿងខ្លះទទួលបានការគ្រប់គ្រងស្រឡាញ់ចូលចិត្តមើលពីខ្មែររឿងខ្លះដែលលីងដែលខ្ញុំផ្ញើឲ្យរឿងខ្លះគឺជាប់ពានរង្វាន់នៅក្រៅប្រទេសអីចឹងតើវាមានតែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានទាំង5ហ្នឹងមាន common thing របស់ដូចគ្នាមានអីគេអត់បានធ្វើឲ្យគេតាក់ទាញគេមើលយើងសួរខ្លួនឯងមើលថាតើនៅពេលយើងមើលរឿងមួយពៀនពីឲ្យមានអីគេខ្លះតោះមិនបានយើងមិនបានយើងអូមើលរឿងហ្នឹងជក់ដល់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសាច់រឿងមួយដែលយើងអាចលក្ខណៈជក់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺតើតើនឹងបញ្ហាមាន problem មាន soft solution អីទាំងទៅមាន sad មាន happy មាន fun មានអីក្នុងហ្នឹងចឹងណាចាចាអូខេអរគុណច្រើនមានអ្នកផ្សេងទៀតទេអានេះខ្លះតើអូតើសម្រាប់អត់មើលបើសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់សាច់រឿងខ្ញុំគិតជា2ទីមួយយកមកថារឿងហ្នឹងវា special សម្រាប់យើងជាអ្នកផលិតហ្មងមានថាយើងចូលចិត្តអាហ្នឹងយើង show ទៅគេចា៎យើងជឿជាក់ថារឿងហ្នឹងល្អអញ្ចឹងណាតែរឿងមួយទៀតយើងចាប់យក audience វិញអញ្ចឹងយើងលក្ខណៈដូចយើងវាស្ទង់ថា
Tớ, ông mà thân được khám ai chứ có cho chơi đường bẹp nào chẳng hạn nè. Có cho chơi đường sài ha, rồi có đường bẹp ốc bà đúng. Dường thua bà lạc ôi chẳng có cho chơi đây. Tớ bảo ông bà má để dường cho chơi, dường cho chơi đường áp hào xa dường trong bà hành. Và đường nó tại đó khám ai dường. Ai tha bộ quạt, à sơ cho chơi đây. À đi tạm nhông, vô khơ nhé. Dạ, ok, chẳng dường mơ tí. ແມ່ເມືອແລະເຊື່ອສະຫນັກຄົນອ້າຍໃຫ້ນັ້ນແມ່ແມ່ເມືອແລະສະຫນັກຄົນບາດນະເຈົ້າເບິ່ງຄົນອ້າຍຊິແມ່ເມືອຕົວຫັ້ນເພິ່ນເມືອເລື່ອງຫນ່ວຍຫັດອີ່ບາດເມືອຊຸມອໍສໍາລັບຍົ້ມເບິ່ງເລື່ອງຫນ່ວຍແດ່ຖືວ່າຍົ້ມຈໍຈັດບ້ານລູຕາຕາຈັບຕັ້ງໄປຈັບປະດາມຕະບົງມາອິນໂທຣນັ້ນກໍຖືວ່າឲ្យຍົ້ມຈັບອารົມຕາມລະບຽບອີ່ຫນ່ວຍ ឧទាហរណ៍ថារឿងសើមអង្កេតចុះកើតវាច្រើនគាត់ប្រកាសបញ្ហាតាមដើមមកតែគាត់មានអ្វីក្នុងការធ្វើឲ្យយើងនឹងចូលចិត្តចឹងឧទាហរណ៍ថាសុកសុកចឹងក៏មានអ្នកស្លាប់សាហាវមែនតើរបៀបគេសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងហើយអត់បរិហានតួហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងចង់ទៅមុខទៀតចង់ដឹងថាគេតកងណាគេចឹងអញ្ចឹងហើយរបៀបក្នុងការរៀបចំសៃរឿងហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងព្រោះវាវែងហើយ ត្រង់តាឃើញគាត់មើបានដល់ភាគតែមិនឃើញតាដានជើងយើងតែចង់មើតទៀតឃើញតាស្បែកជើងខិតកងយើងងាប់ទៅធំមើទៀតមើមើតតរហូតដល់ស្អីអ្នកតសេហ្នឹងក៏មានរបៀបធ្វើប្រតិបត្តិគ្នាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំជាអូឌៀនខ្ញុំបាក់បតមិនគាត់ទេបើគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំធុញសាច់រឿងក្នុងភាគណាមួយសូម្បីថាឧទាហរណ៍ថាភាគទី7ហ្នឹងអត់មានអីសោះគាត់គ្រាន់តែចង់រឿងហ្នឹង ອ່າອອບຫຼາຍອັນນັ້ນຍົ້ມອາດຈະຊົບເມືອຈັ່ງຄັນສໍາລັບຍົ້ມໂອເຄເຈົ້າແມ່ຍັງຜູ້ອີ່ຍັງໄດ້ຈະໃນຄວາມເປັນປາຜິດຍົນ 18 ឬក៏គេហៅប្រតិកម្មនេះណាគឺមានតួអង្គភាសាខ្មែរគេហៅតួអង្គឯកណាតួអង្គកម្បងណាភាសាតិចនិកលនៅភាសាបរទេសគេហៅប្រតិកម្មនេះ character ដែលចង់បានបញ្ចេញសកម្មភាពដើម្បីទទួលបានអីមួយហើយតួអង្គហ្នឹងត្រូវជួបអូខេបញ្ហា ណាស់នេះគឺ principle នៃសាច់រឿងដ្រាម៉ានេះមានថាយូស្គាល់ពាក្យដ្រាម៉ាដែរស្គាល់ស្គាល់ចាស្គាល់ស្គាល់តាមមានន័យថាមិនចឹងម្នាក់នឹងដ្រាម៉ានិយាយថាមិនទេណាស់មានវាអត់ដូចអត់ដូចយើងនិយាយគ្នាលេងហ្នឹងម្នាក់នឹងដ្រាម៉ាដ្រាម៉ានិយាយថា principle នៃសាច់រឿងគឺតែងតែមានតួអង្គចង់ធ្វើអីមួយហើយជួបឧបសគ្គណាហ្នឹងហើយគឺមានទឹកមានសាច់រឿងបើយើងគ្រាន់តែបង្ហាញថាអូរគាត់នោះនៅជីវិតសពថ្ងៃធម្មតាធម្មតាគាត់មានសាច់រឿងហ្នឹងគឺតែមានបញ្ហាគាត់ចង់បានអីមួយឬក៏គាត់អត់ចង់បានអីមួយនឹងបង្កើត បង្កើតសាច់រឿងដែលទាក់ទាញណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បង្កើតបញ្ហាចំណោទបញ្ហានៅក្នុងសាច់រឿងមួយទីទៅយើងមើលគ្រឿងផ្សំគេធម្មតាហ្នឹងគឺយើងមានតួអង្គ ordinary character នេះថាអីគេថាតួអង្គសាមញ្ញយកគាត់យកទៅដាក់នៅក្នុង
hay kế bà nhạc ca rồi có tí tăng nha đá châm lại lại thì ra vô cụ bà thiện từ cụ bà thiện là so cụ bà thiện là so sơ khám ai tại đạn nơi nên tại bàn chập đòi alien chất mơ thật tài quật đọc xa rãnh bánh hà nó dựng mực tương drama nó mực tờ nè, anh ấy cứ ghi nông bằng cá sự thay nập hiệp tại rương nữa phải phải đài nè, hay dương mơ nó có nông rương á nè, đại xa nhưng nó bê đại dương mơ rương dương mơ chùm nọt tầng ốc năng ha dương nâng khơi nha tha nó bê đại rương đại dương khơi phía chả rán cứ rồi cái đại dương mưa lặng xám á, cứ con trai nhặt miến, tôi chưa cầm lá sọc xài, thêm miến rạ mà, sai mưa đây là mấy? Miến, miến, đỡ, 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 nhanh chóng miến này thay, cái gió tụ, cái trời thay, cái hạt thịt trời thay nhưng mưa chứ, tập sự đá chăn. Không sợ sợ không ai nè công miên đường miên đường cả là bay lên nè cả là bay lên nè nhưng ta sẽ đá chân này nhất phần hiện lẽ mau bị lửa mệt nó chuột cầm lót trang mình nộp đã cầm sạp ta quật chui trang mình nộp nên để mệt nhưng về vì sao ta khi nhờ cái vô character tụ ăn này hẹn miên nó nhưng mà đã nói thì chết đã nói đã nói ấy tì tăng rồi có thay nập hiệp bá thọng đàm khọt nè nó có bằng cá chi chen chía từng nọ bành ha nó không xảy riêng được này nè chẳng nó cứ chía formula này kiểm tra cái pra hay bị dương mơ rương á, chuyện sừng kẹt mơ là chừng mà tu chừng ót nắng dương mình khơi nè, rương ấy đầy dương cho chật mơ trên kế, ấy thì ra hai tuần mẹ sau giờ tru, mẹ có là online mơ của bọt, mơ của bọt, mơ của bọt ấy kia, của bọt chia hay sai phải, để tiếp bờ ôm mà đương một bọt khmai ở sau miến thì chân nhóm cái trò nhóm mơ hưởng chân okay. Nhóm hưởng chân nhóm mơ bất tích nào các bạn thì nhóm mơ ban đó hay năng hưởng là cái nào sci-fi hay vật đất ấy chẳng là nào thà bậc cao world mùi đôi chị avatar chẳng trẻ em khang mà đón bậc cao world mùi nơi trip Europa chẳng tới nhóm cho chân mơ chẳng chân nhóm mơ đi thương avatar nó nhóm mơ mà thà ta thì miến ấy rút của một này kì avatar cứ chia ấy kì tu on avatar nó cứ chia tu on imagination yeah, chỉ tu on imagination yeah. Thôi chỉ tu on đại ấy kì tu on đại thông đại thông đại đối nữ giới đấy không mày tu on cứ chia hero tu on chia hero ở đây tu on ai nâng cột mà nữa thì có tờ trip nâng hay có tờ sờ lạnh nhẹ nâng nồng hay có trong là có tờ khai chơi chia nhẹ nâng nồng đài em hay việc pi nâng ở có đô thiệt có lên ai nơi là cái lại cọt nâng bằng có tờ nơi một cái lại tiếp ra chụp ảnh ha thời đó sai chân từ bằng chân ai từ mở từ tiếp ba này chân chỉ dân nhẹ mơ dân mơ mới thật lúc cùng muốn kê do tụ ống và khi mình đi thò mặt đá, nãy mình đi thò mặt đá mình đi tha, đi school ấy ha, chỉ cần bật điện chỉ nẹt trái chỉ riêu chỉ, tại hiền chỉ ấy luôn luôn nơi thò mặt đá học bài đòn hàm thò mặt đá tới khi vô chùa ăn vô tới, tới nãy từ bị phục mười tiết lấy cái áo bạch tà, thì nẹt là như tha, creature mới là ai đòn hàm không thực ai họ hà bàn chúng tôi như thương như miên là conflict miên phải chấm nọ phải hà nó không nên là sẽ tiền như dân mưa
chân thằng khẹp mà nhâm chân vậy thế nó bây đại dương mơ rướng rồi coi dương tự bị thị rương lang với nó dương tầm lặng mơ là thằng ót nắng dương là ác hơn trong nói tôi à tá nó bây cái thua rướng thì dọc ấy phong thì khá tự bán tầm nọt bánh hà nâng máu và tẹ từ mùi tới mùi nhé còn nữa bạc chân 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 làm bay bằng cá tầm nọ bắn ha ao dưới ai chạm bắt cả lá thì có tiên ao nhẹ mưa quạt chạm bắt rắm lấy sợi rêu bay lên nhé yes bà con này cứ toàn toàn xuống nó rồi mơ một bật thơ nhá, chúng tôi nhưng mặt ác mà đang hàng dễ tay cho bàm cho bàm. Nè cứ nhóm mắt xưa cho bàm conflict rồi, cứ xong ai bị dấu conflict nó thì bàm này. Ok. Này chẳng như này thế, nơi bê đại dương vừa nghe nó không sẽ rương á, rương kịp dân, rương con rương ấy nướng cứ, tôi chỉ nó vô cả đói. Có tăng tài miễn trong nọt bằng hà nó không phải rương ai tự vi miễn khai tế chế trong nọt phải rương nó vi miễn ca chạp rộng miễn trong nọt đá dương tam mười nế, nó nói chế chế ai đại dương thở bậc cát nó không phải rương nế, conflict nế chứng như này ra chúng bậc sạch rướng miền tu ấn miền tập nọ bằng há even đó nghe ta mì cả đang không chạy rồi mình ta quật trọng bàn ấy kì ta quật miền ốp sải kì hay ta sải rướng cả đang này nè chúng ban nay thay nó bây đại là miền character miền setting hay là miền bay nâng chỗ khi tới bị cao thì chỉ conflict mũi thôi muốn còn mấy nên cái đó nó miền thay ai nó bây đại miền bay nâng chỗ khi về khai thì chỉ sạch riêng mũi của cái khác nhưng rập nhẹ từ xế tạm bật bị sao nhóm cái khác nhưng hoặc đa tới sầm lẫn hơn phù cặp đồ mũi apply nè, mới tới tu ông quất cô ấy chạm vào rầm mà, còn tái nhưng mà miếng sải rửa nhưng mà đơn hà, nhưng mà toàn bậc ca conflict nhưng mà toàn bậc ca drama quất, cứ nhưng mà toàn miếng sải rửa nè, toàn này, mình đây thang, tê khá, cùng đợt này ca bậc ca sải rửa thì có tu ông lắm. Cứ dương tiên tia ở miền bay nâng tù ống để quạt tù bằng hà ấy muối thới ở đọc sài gì nghe ra việc tiên tia ở miền bay nâng tự khai tự chía dương bia chánh tự chía sẽ ra một bài bạn này kêu con kêu yes, chúng nó pe đá bằng cá. Chúng nó pe đá bằng cá tu ăn cứ ta dương thử miếng lại cái nãy kia thôi. Nhưng nâng sẵn khai tế bố nhìn khơi nhìn ở dưỡng nâng bệ đã đặt nhà application nó thêm
này thật là nẹt khoảng ba hoặc ba đá trên phần khai tới nữa ập toán ai xua thêm nó cùng nó pro chỉ tư tới nhung bằng riêng không thế nào trên tới mở đăng hài dồn rồi tập về online chẳng bật bật rụp tiết mở ập ập thêm ha an ập chân ha dồn rồi này nhé chẳng nhưng mơ là rụp hiệp này nhưng hơn buồn nẹ nó mình được đôi khi này nhưng mơ là nhưng mơ buồn nẹ năng tới nhưng đang hảo buồn nẹ nó chờ đặt và hát hai khi này chứ con mày liên khó khăn ở đây tạm hơn tạm một sợi liệm bẹ cột dạ khó khăn mày tới vì chuyên ta sẽ làm chuyên tư nó cột lẽ nào thì cột được sáu mà nhảy thò mặt đá thì tại bởi nhóm rock bị pro kháng sẽ làm ấy cột được steel vậy cột trường càng và chạm phong vậy này tập về stray cả đảo pi nhẹ nữa mà nhẹ cột là cả nạ sạp lẽ nào thắc câu nhẹ sọc chẳng hạn đó tập về mà nhẹ xây đại cả đảo kháng sẽ làm với cột chia mà nó xây đại cột cầm ống sọc sai chẳng sáu mà sáu mà Tập anh ấy thật là... Dạ. Dạ. Ở đây bạn mơ tới đăng chẳng? Đó xa tha, phụ quạt miền... Bố nẹ nó có miền character phụ quạt sẽ bỏ hạch. Giờ chỉ một sợ. Sự biện bẹ. Hay mùi tiết ca tộc tay mà quạt thì ca make up ấy chẳng thơ. Đôi chạy sẽ đáy nhiều việc tô xây tầm pi nắng. Tô xây mình đã quạt make up. Cọt hạt mộc, cọt liệp cài mà chẳng. Hay tôi xảy mẹ thích có ạt miền đi. Hay tôi bảo thằng Pi với mẹ cọt bẹ mụ hay sọ thòm đá mẹ thích cọt. Mà trong ta cọt miền style sọ cái liệp bò sọ tuyệt. Mà tức khuyên cọt đi steel vô chẳng. Chà. À, chẳng nghe, anh ấy cứ chia đã khuyên tu ăn nữa nghe. Đã mơ lôi buồn. Nó có nhiều mơ tăng thì chẳng buồn. Dạ, mẹ nghe. Mẹ khu thuộng thuộng. Chà chà, chân tụ ấn nó cứ đọc chân tì rương sụp bên lôn bột đó. Nên là môn nâng dương cho tới thọt á, quậy dương ở lợi dương cầm phương tá. Vậy tì sẽ là bạc thiệp dồn. Chân ca sợ xê, việc mất ấy. Nó bê đại kê vô tới thọt nâng, ở việc chân đôi dương sợ xê nâng. Ta nó bê đại dương bia character dương áp thị vọt, trả phiệt nó ngất trái chứ. Tôi đang bằng cách tu ăn muối dân tự miền này cái khác là bên này cái vô ai cái sạp bao dương sợi xe nó vô tứ bọ sải trên chiều rục hiệp nhé dương cứ dân tự phá sơn này cái sợi xe này thấy đi chập đá ông tí cá bằng cách tu ăn bao dương thấy dân tự quay cái khác là tu ăn nó không còn mùi muối cứ phía tráng nhưng khơi nhé phía diêm kê phía diêm áo miên chả rắc lẹ tầm nạc ạ tạ chả rắc khó khó khăn nê phai phai tì khăn nê ạ đôi khăn nê bố nó bê đại dương thua ạ đôi khăn nê nha mơ nề rí có sự phía biệt xá sự phía có sự phía biệt xà chẳng phí nẹ nóng ra hôm nay ta dương mơ tới ố nề rí cả đôi sự phía cả đôi nề rí cái mưa hái cái chỉ lõm tua mà nên chẳng được bây giờ build bằng cái character tụ ăn nó cứ chiếm vai rock tụ ăn để mình trở lại thành nè xem bị kia để ai bằng cái thì ai bằng cái chỉ chỉ mở phần ha rồi có ai để đặt tiền chẳng được bây giờ bằng cái tụ ăn dưỡng trở đắng tí cái characteristic ạ tạ chả rạc dù có bỏ trái tới cái characteristic bỏ ra ạ tạ chả rạc ạ trái nha chả rạc lại nè nha muốn là giúp hết ta quạt nhẹ sở xên cứ dân trợ đấng với dân cứ chia mẹ đá bày đá lấy tụ ăn nâng anh chân dân trợ đấng ở căn thời trán căn là lò nế tao ăn nế như thế dân cứ chia mẹ đá bày đá lấy sạch rướng dân cứ chia mẹ đá bày đá lấy
tu ăn đại dương bằng cá nương cái như phải đăng mua đại dương hết quạt chân chết ấy mai đi cỏ cần đi cỏ cuối đi cỏ nơi rất nặng kia đi áp chân dậy tê đi cỏ bài so đi cỏ mau bị bằng nhé physical property như thế há biến lúc lên cai để mệt nhé cua mai phần hà ớt thì có ớt phần hà tê occupation nâng cứ occupation nâng càng như quạt với kê achieve quạt thì ấy kê quạt viên đó nặng thầm nè hai ca rút nơi biểu quạt ca rút nơi bỏ quạt biểu mệt ta thần nạ quạt thầm nạ ta ta quạt biên cái đây sầm máy miền mà chúng ta cứ có trong những cô bầm nón tới như này quật việc mày cứ có quật chưa lơ idea nghe tha ta quật chưa lơ ấy kia để nghe tha in the ideal world perfect world tao như này kia khác either nó khả năng in my perfect world there's so many tree and peace and everyone share food with each other, ideal world. Tôi có no war, admin thằng cream. Ta quạt nó, mình thằng nẹ thằng nông thằng mùi, nẹ chung với con luôn quạt để mệt thằng mùi. Ta quạt chất sinh nật thằng mùi, khổ xa ớt. Ta quạt chất sinh nật, mình mật hệ chất sinh nật ớt, tôi có cả quạt chưa mình ai cao tê đi cổ quạt một nè nhưng sao xa nữa nhưng đại cù nữa nhưng ở đây nữa đi cổ bột nữa tam miên sực trời ớt ta nó không sòng cung nữa việc lệch đau thôi tha rồi việc quạt interact chỉ mỗi mất hết mất mỗi đại cù mà hai việc mất hay nó về tới vị trí chụp liên quạt thôi khuôn được mệt nói dưng dưng thật đăng tại trở lại bắc quận chẳng hay individual character đó nghe ta quát chưa mình nữa cục anh vậy á chưa mình nữa có introvert đấy introvert extrovert optimist pessimist nói nghe ta nè khác cứ ắt mò ắt có cứ ắt hiền vậy mà nghe ta introvert nó cứ nơi tại vậy mới cái mặt tất cả đây đây đã khóa quên phạm tờ tờ lạc màu bán đây đà rô phê vậy vì cô bật cây nè ẩm miên bật phê ẩm miên hang áo chỉ muốn bật phê ấy cứ stress hồ vô lấy nhưng chân khơi character nó cao biệt mạch nè nhưng cạch đơn nghe tha còn sao cho chân vậy tê bằng tay chạy đoàn ấy này thì khi chụp đến quận vậy cho ra nhưng như giờ thôi nó bị những phơi tụ ăn tới cái pleo vậy nghe tháng nơi nơi ở tổ bốn ra xem vậy thế như thế vậy căn để cho ra tới tôi bị ấy để dương thợ tập kê thì muốn máu anh chẳng là những cái chía lo người ta bọc sợi dây bọc dương này anh chẳng như này tháng nó bị những sợi dây những cụ tập suy diễm đấng tí tụ ông bao dương căn thể trang căn là lo chống rồi nếu cái này nếu cứ xong tới sân lớp thầu này cứ chơi thơm quá sao vùng mũi tự mình nghe mấy vùng mũi đánh bao mong vùng mũi á nhưng mà chưa mà chạm tí ở lặng lặng đọc về đôi chuyện ấy ok đều nên chẳng nên hẳn nếu bây giờ thua tụ ăn muối thì dưỡng tự đăng qua miền là càng thể trăng càng là lò anh ấy kêu chía bè dễ kì nhóm nâng nhà chú nơi sần nua hai chía ha sập sần nua tiệt nếu nếu bây giờ thì thua tụ ăn muối nếu bây giờ chung áo tháng mơ rừng tới trụ mấy cô bà ca bà tẹ cả lá cái gì mấy cứ nếu bây giờ cứ dưỡng ai xùm lần mới hả nó bê kê bà cá tụ ấn cứ kê đăng cổ rục trở lọc á hay nên chẳng đăng cổ rục trở lọc cứ nhẹ sơ xến cứ quát
ឆ្លើយសំណួរនឹងច្រើនមែនតើបាននិយាយថាគេធ្វើឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់ជាមួយសាច់រឿងណាព្រោះខ្ញុំចែកម្លែកបាត់ផ្សោតិចនៅពេលដែលយើងសរសេរហើយយើងអត់ទាន់ស្គាល់តួអង្គខ្លួនឯងគឺភាគច្រើន 80% ទៅ 90% គឺយើងមិនគាំងបើសិនសរសេរបានថាជាពីរស៊ីន2ឈុត3ឈុតអីហ្នឹងគាំងអត់ដឹងថាថាតួនឹងត្រូវទៅណាគិតឬក៏និយាយសម្ដីអីគេខ្លះទៅឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាគេយ៉ាងម៉េចចំពោះជីវិតគាត់ណាអញ្ចឹងគឺនៅពេលសរសេរគឺគាំងហ្មងអញ្ចឹងគឺនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមសរសេររឿងទៀមទាដំបូងបំផុតគឺត្រូវមានតួអង្គហើយយើងត្រូវស្គាល់តួអង្គរបស់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែច្បាស់ណាអែនស្គាល់លំលំហ្នឹងណាស្គាល់ច្បាស់ហ្មងចាំខ្ញុំផ្ញើ50ចំនួននឹងឲ្យអានវិញណាអូខេអញ្ចឹងដោយសារអស់ថ្មហើយម៉ោង5ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសំណួរអីអ្នកគូរីខាងហ្វៀមកមីសិនក៏មានត្រូវអង្គមិត្តដែរអូចាពពូអញ្ចឹងពូបាទសួស្ដីបាទដឹងឮអត់ទេមិនឮខ្ញុំទេYes, first I would like to say thank you to Mr. Deep that you share the good basic of script writing. Yes. I'm not a student, but I follow all the sessions online. So I would like to tell every participant, please make attention. And the schedule I share already in the group of trainee. The schedule every day we have the time. Like yesterday from 2 to 4 and today 2 to 4 also. Hey, from support I khmuoy bon bon deng chou rien nang yeung thuk kat tha yeung khom prang bompeing pi bompeing ai chou rien hai kom bos bong chaol khmuoy.มันងាយនឹងការបានរៀនទេយើងកុំសញ្ញាបត្រមកសលឹកអត់ស្មើនឹងចំណេះដឹងផ្ទាល់ដែលយើងរៀនផ្ទាល់នេះក្មួយបាទអញ្ចឹងឱកាសល្អសម្រាប់ពួកមួយដែលចង់ទៅសេធ្វើ script រៀនធ្វើ script ធ្វើកុនអីហ្នឹងគឺល្អណាស់ខ្ញុំស្រាប់ទៅ deep mystery ចម្រាងគឺគាត់ចែកចម្លែក basic របស់គាត់ហ្នឹងគឺល្អមែនទែនហើយបានក្មួយ in នេះជួយបញ្យល់អីសត្វតអ្នកល្អល្អខ្លឹមខ្លឹមដែលមកបង្ហាត់ហ្នឹងបាទសង្ឃឹមថាមួយក្មួយកុំអនឡាញចោលទៅធ្វើអីផ្សេងហើយបើស្នាជាអាចសនុំពោថា session ក្រោយសូមបើកកាមេរ៉ាបើកកាមេរ៉ារបស់គ្នាកុំឲ្យខនជួញហើយទៅធ្វើអីបាត់ទៅអាហ្នឹងអត់ល្អទេពូយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្មួយក្មួយមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់ពូទេបើយកមួយមួយទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានចំណេះដឹងទៅអភិវឌ្ឍអាចខ្លួនឯងក្នុងវិស័យភាពយន្តវិស័យសិល្បៈមានជំនបតាមផ្ញើហ្នឹងហើយ session ក្រោយមុននឹងឲ្យដល់ម៉ោងហ្នឹងពូនឹងរំលឹកឡើងវិញទៀតព្រោះថ្ងៃហ្នឹងពូអត់បានរំលឹកពូរវល់ហើយឃើញមានខ្លះអត់ដឹងថ្ងៃហ្នឹងអនឡាញប្រជាគាត់បានមើលកម្មវិធីយើង schedule បាទអរគុណពូមានជំនបប៉ុណ្ណឹងបាទអពុំពូកាអពុំច្រើនគ្រូកូនគ្រូមានសំណួរអីព្រោះតិចទៀតដាក់ homework ឡើងហើយសំ homework ផងគ្រូចាចានោមមានសំណួរចាចាអឺសម្រាប់ខ្ញុំអឺបន្ទាប់ពីយើងអឺដោយតែគ្រូនិយាយមិញពីការ build តួមួយល្អចឹងខ្ញុំឃើញមាន relationship line relationship ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងសំខាន់រវាង between like ដោយសាររឿងខ្លះខ្ញុំមើលឃើញដូចរឿង The Batman or The Dark Knight ហ្នឹងរឿងហ្នឹងមិនល្បី Batman ទេណាតែល្បី Joker វិញដោយសារអី
tầm nẹ tầm đóng tua pi nâng là o mẹn tên mà tớ chia tua rong được sắp hạt thinh actor nó còn bà cài chẳng á tại dân phở bài bà tớ bà dân bằng cái tầm nẹ tầm đóng tua rồi biển tua ai nâng tua rong là o mình rương với tự kèm mà sâu mà nẹ tầm bác nhưng phải chú bác ấy nhưng mơ rương đang chọc vô ấy tua nâng là bày bình đã bê tua thông thông chán sâu là bấy ở đây là bấy chán tua nâng kì dậy dậy là tua tầm bác nâng này đó sao cột đó sao thà director cột dục cho tận đó lỏ hay còn còn thà script lỏ hay character nó thử cho môi nó nhận được casting nó tiệt đọc về chân tứ cột là cột cột à tu nó cứ lược được bù hiện kê những cái nó sai chưa chưa xin núi được coi chưa giờ bò chưa xin núi có thà nhom còn lược có thà em ưu tập hồi để nhom club khơi như dạ, yeah, này chân ấy nên nó bé đã được chìm xe rương blockbuster chân chân rồi có rương là action thriller ấy chá nó cứ cái tour bạch trắng rồi có cái hai thảo villain á tour antagonist villain pi đã cái mình dùng para villain cái có antagonist nè đại bạch trắng tua ai main character nè chẳng cứ cái bill nè sơ sơ cứ thử bill tua nè đại sủng khan sủng khan cho mình nè nghe thà những cái nữ đậm nạc ca ca sơ sơ nè cứ tự bằng cá tua ấn tàng main character tàng tua bạch trắng tua chật cọ đại dương kia dương hai thà tua chật cọ kệ trà nó cứ gọi antagonist này sạch rồi nó cứ bằng cá đôi khi như chẳng mệt bằng cá tại tua ăn ai ta mình nè nhé chẳng nó bê đại dương đăng hả bê đại dương bằng cá tua đại nghe tham miên lại cần nặng cứ gọi tại chật cọ cứ có chả rất khó khăn nữa cứ như vừa ấy vừa bằng cách ấy miến conflict rồi có vừa bằng cách ấy miến drama nên nó chốt chạm bằng đường còn này thì thầm mất ấy bằng cách ấy cha bà rắm ấy miến miến phết bắt tẹt cả lá anh ấy cứ cái miếng tai rút của môn đề dương khuôn anh thì nhẹ sẽ xế cứ chỉ nhẹ giật tay tạ tay và to tiệt thả táo nhưng cua tai mật thẹ là bỏ tua sấy nhưng cua tai thoát thì còn có mà cứ cua tai sát lại đôi tua sấy thì có sát trên tua sấy ạ nghĩa là nó cứ chỉ cao thầm đặt chất là bỏ dương thì nhẹ sẽ xế ta môi nhá đã vì tập thể hướng môi nhá đã vì tập bị cùng nết tôi sẽ nạ được bao dương trong pháp tới tôi sẽ cái chuẩn nói người ai bị dương hiện ra dương thôi chỉ phần dịch cam tôi có commercial riêng chỉ commercial tới cứ dương mưa tầm mưa riêng thay riêng cà rê riêng tập phong riêng ấy cứ tan tạm kia rồi tụ ấn gặp bằng cá tụ ấn đại ở miếng sẽ đặt lại cái nạp xây thì tôi thì tôi chỉ mật thẹ còn miếng nẹt nẹt tôi khi là tơ biến ai bằng cá chía từng mật cầm phai rồi rồi từng mật tục sọc bàn mày cũng nhân sinh thì cũng là cũng là những người ai ao chưa theo cái kiểu đó mà chà chà chứ xin nuối được cơ ở đây mình cũng lấy làm mình thà miền tụ ong xem xem nghe thấy thấy nghe mình nó sát cái tâm thế nó sát cái thôi thôi thì hết rồi ai chỉ ai chỉ vị trí siêu như thế anh nói những ai cứ tham những vị trí chỉ cá sét làm mà nó nói cứ nghe chị từng nói đại dương như là ăn chui ở bằng cá giả mà chỉ sét chỉ drama nhất chỉ ăn dễ chẳng bàn tại vì cứ chia cá chui ở sài riêng dương như miền conflict tràn, của anh được khăn ông xảy riêng muối miền mẹn, con miền conflict miền tỉnh nọ bánh ha tỉnh muối
មានច្រើនមានថាអឺក្នុងយើងមើលរឿងថាតួអង្គចង់ទៅស្រុកក្រៅឧទាហរណ៍លើខ្ញុំឧទាហរណ៍ដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ច្រើនជាងគេគឺឧទាហរណ៍ថានារីអឺនារីអាយុ26ឆ្នាំគាត់អឺអត់ចូលចិត្តនៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់មានសង្សារនៅក្រៅប្រទេសហើយអឺពីថ្ងៃទៀតគាត់អឺគាត់ត្រូវខោះចេញពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅនៅស្រុកគេហ្នឹងរហូតមកហើយគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ព្រមនៅស្រុកខ្មែរឡើងបានហើយហើយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដើរអីគេគាត់ដើរផ្សារទៅអឺថាថាអូសៃចុះហើយតាទីវ៉ាន់ទីកាទីអីណាដើរទៅដើរចេញមកពីផ្សារវិញបាត់ប៉ាសពតឲ្យគេវាយវីសាហើយណាចំពោះលើកដៃមកលើកដៃដាក់ដៃចុះចង់និយាយបើលឺខ្ញុំនិយាយអីចាខ្ញុំលើកលឺអ្នកគ្រូលឺចាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអានឹងយើង set up តួអង្គយើង set up ពិភព setting របស់តួអង្គរបស់យើងណាហើយនៅពេលដែលអ្នកស្រីគាត់ដើរចេញមកវិញរៀងគាត់បាត់បាក់ហេតុនេះដកលុយឲ្យសំសុកបើកមើលទៅអត់ឃើញ passport ឯ passport ដែលមាន live visa ហ្នឹងហើយទៀតតើសាច់រឿងហ្នឹងនិយាយកាត់ឡើងតើគាត់ថាបាត់បាត់ទៅចောက်អត់មានសាច់រឿងតទៅមុខទៀតទេធ្វើម៉េចបានបន្តសាច់រឿងទៀតណាបើគាត់ថាបាត់បាត់ទៅមិនទៅក៏បានចောက်ឡើងអត់មានសាច់រឿងទេចောက်តែមានសាច់រឿងចောက်ត្រឹមទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែវាអត់មានសាច់រឿងទៅមុខទៀតទេចောက်ត្រឹមហ្នឹងបើបាត់បាទបាទហើយអត់មានអត់តាមរកផងប៉ុន្តែជួបគាត់មានថាអូអត់តើចារឺត្រូវអស់ស្អីក៏ដោយគាត់ត្រូវតែចេញពីស្រុកណាបានដែរចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ច្រើនជាងនៅទីក្រុងអញ្ចឹងតែនៅពេលដែល25ឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញទីក្រុងហ្នឹងវាបានផ្លាស់ប្ដូរវារីកចម្រើនខ្លាំងយ៉ាងទៅពីមុនការរស់នៅគាត់អាក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយនៅទីក្រុងហ្នឹងវាខុសគ្នាគ្រាន់តែនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ជាងតែនៅពេលដែលគាត់ចូលមកទីក្រុងវិញអាទីក្រុងហ្នឹងចាប់ដើមរីកចម្រើនខ្លាំងគាត់ចង់ឲ្យការរស់នៅគាត់សមស្របជាមួយនឹងគេដោយសារតែឃើញគេរីកចម្រើនឃើញអាតិចណូឡូជីឯគេលឿនលឿនគាត់ចង់បានអាហ្នឹងឲ្យខ្លួនគាត់សម្របមួយគេតែគាត់អត់មានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវគាត់ចង់បានអាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរកវិធីដើម្បីឲ្យខ្លួនគាត់ improve ដូចមនុស្សដែលនៅក្នុងទីក្រុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងទៅគាត់ adapt ទៅតាមទីបានចា៎នេះគឺជាគេថាយើងគ្រាន់តែលើកតួអង្គមួយឬក៏ setting មួយមានតែតួអង្គហើយនឹង setting មកគឺគេក៏អាចបង្កើតសាច់រឿងមួយដែរនៅពេលអាស្រ័យទៅលើអ្នកតាក់តែងអ្នកខិតដូចខ្ញុំឲ្យ assignment ឲ្យមើលរឿងនឹងហើយសួរថាចុះបើយើងគឺជាអ្នកធ្វើរឿងនឹងវិញយើងចង់កែប្រែអីយើងធ្វើអីឲ្យប្លែកហើយយើងថាយើងខ្ញុំអត់យកសាយធ្វើជា main character ខ្ញុំយកម៉ារីធ្វើ main character វិញណែតែប៉ុណ្ណឹងសាច់រឿងនឹងដូរបាត់ហើយណាអូយអ្នកលើកដៃច្រើនណាស់តោះសូមអញ្ជើញអស់ខ្មោអូយសោះ 1% horrible រីតរីតសាយឯងមកលើកដៃឲ្យទៅលើកដៃបាយបាយខ្ញុំសួរអ្នកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះរទ្ធីខ្ញុំមានបន្តិចដែរចាខ្ញុំចង់ clarify បន្តិចឲ្យជួយអ្នកគ្រូសុំអ្នកគ្រូជួយបញ្ជាក់បន្តិចតើតើមួយមិនថា short film ឬក៏ជា feature film ទេជាទូទៅវាមាន conflict ហើយនឹងវាមាន climate ខ្ញុំចង់មានសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរថាតើ conflict របស់យើងហ្នឹងយើងគួរតែ conflict របស់វាកម្រិតណាហើយបានន័យថាឧទាហរណ៍ថាវាមាន conflict ហើយបន្តមកវាមាន climate បន្តិចតែយើងអាចបន្តអា climate របស់យើងហ្នឹងឲ្យវាឡើងអា crab របស់វាហ្នឹងវាឡើងទៅដល់កម្រិតណាដើម្បីឲ្យសាច់រឿងរបស់យើងបានន័យថាអ្នកមើលហ្នឹងគាត់នៅតែបដិញ្ញាចំសាច់រឿងហ្នឹងទៅជាមិនហើយបានវាមាន climate របស់វិញណា
ta dân ai cua bằng cái nào làm mệt nắng pi bao mán làm bay cua ai sợi riêng bao dân vì bài thập vì bật tẹt là khăn ở con đi thủ nhưng cái thằng này cứ tập đặt rồi một